Rồi, xin chào quý anh chị và các bạn trở lại với chân đồng xe hơi. Nhiều bác hỏi thì Mitsubishi Bắc Giang bọn em đang trong quá trình xây dựng và dự kiến đi vào hoạt động từ cuối năm hoặc là đầu sang năm tùy vào tình hình dịch bệnh. Nên là những khách hàng ở Bắc Giang này, Lạng Sơn này hay các tỉnh lân cận Bắc Ninh thì đều qua Bắc Ninh bên em mua xe và thật sự là giá xe không lệch nhiều so với Hà Nội đâu ạ. Cụ thể về khuyến mại hay là mình được cần tư vấn nhận thêm và cái báo giá thì có thể liên hệ trực tiếp với em qua màn hình nhé. Giá xe chúng ta có thể thay đổi liên tục tùy vào lượng xe còn hay không, vì thời điểm thật sự cuối năm rồi, em nói nhiều video rồi. Tháng 12 thì nhà máy trả xe khá là ít nên cái khuyến mại thường sẽ co, còn chưa kể đến việc có được giảm 50% thuế trước bạ hay không. Tuy nhiên thì với khách hàng đang quan tâm Xpander, đặc biệt là Xpander nhập khẩu thì thật sự là khả năng được giảm thuế khá là khó, nên là trong thời điểm này bên em cũng đã thay đổi chính sách và so với những thời điểm trước thì đã được tặng kèm thêm bảo hiểm thuyên vỏ 1 năm tương đương vào khoảng suy soát 10 triệu đồng rồi. Cụ thể thì hiện nay chúng ta đang có 4 phiên bản bán chính nhá. Xpander Cross 670 triệu thì bên em đang hỗ trợ giảm thuế và tặng kèm 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Giá bán đâu đó thì khoảng 637 triệu đồng. Lăn bánh tương đương vào khoảng 720 đến 730 triệu. Em xin lỗi, lăn bánh suýt soát vào khoảng 700 triệu thôi. Với khách hàng ở tỉnh như Bắc Ninh, chúng ta không mất 20 triệu tiền biển như Hà Nội nhé. Xpander phiên bản số tự động 630 triệu thì cũng đang được giảm tương đương với 50% thuế, tức là trừ thẳng giá bán 32 triệu đồng. Và bên em tặng kèm 1 năm bảo hiểm thân vỏ, tức là giá bán chỉ khoảng 600 triệu. Và chúng ta lăn bánh hết vào khoảng 660 triệu nhé. Phiên bản đặc biệt thì lượng xe về khá ít, các bác cũng đang được hưởng khuyến mại tương đương và khoảng 30 triệu đồng và tặng kèm 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Cuối cùng thì phiên bản số sàn 550 triệu thì bên em chỉ giảm khoảng 28 triệu thôi. Tức là giá bán thực tế thu về đang là 527 triệu, chúng ta lăn bánh là chưa đến 600 triệu, cũng giá khá rẻ. Tuy nhiên thì vì dịch bệnh nên là cái phiên bản số sàn này bên em bán khá là ít. Rồi, điểm nhanh qua thì trừ phiên bản số sàn, ba phiên bản Xpander hay Xpander Cross chúng ta đều được tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ trong tháng này. Và cái giá bán bọn em như đã nói ở trên có thể linh động theo từng thời điểm quý anh chị đang xem video. Thì mình đang có nhu cầu tìm mua xe, lái thử hay xem xe trực tiếp thì có thể liên hệ trực tiếp để bên em sắp xếp xe qua và chúng ta lái thử nhé. Giá bán có thể thay đổi linh động theo thời điểm, mà để được nhận thêm khuyến mại thì các bác liên hệ trực tiếp với em nhé.